Cô ơi. Bà cần gì? Tôi dành dùm một ít tiền, muốn mua nội thất cho con trai. Cô có thể tư vấn cho tôi được không ạ? Mất thời gian thế nhở? Bà đi theo tôi. Đấy, bà xem đi. Mà nói trước, nội thất ở showroom của chúng tôi ấy chỉ dành cho những người giàu và đẳng cấp thôi. Chê ngữ như bà ấy, chưa chắc đã đủ tiền mua đâu. Cái gì đấy? Có mấy đồng tiền lẻ cũng không cầm nổi à? Nhặt lên đi. Thế không biết nữa. Mẹ à, quản lý hả? Mẹ hả? Em không biết đây là mẹ của chị ạ. Con à, mẹ dành dùm được ít tiền, muốn mua đồ nội thất để làm đám cưới cho em con. Mẹ, sao mẹ mua nội thất cho hai em, mẹ không nói cho con biết? Mẹ lặn lội xa xôi tới tận đây làm gì ạ? Còn cô nữa, tôi không ngờ cô lại có thái độ như thế với khách hàng đấy. Ngày hôm nay cô đã làm mất mặt của cả showroom rồi. Nhân viên của Đức Dương trong khi làm việc phải có thái độ nhiệt tình với khách hàng, đón tiếp niềm nở, tư vấn nhiệt tình, chứ không phải là thái độ như cô vừa rồi đâu. Bây giờ cô trả lại áo và bảng tên đi. Từ ngày mai cô không cần phải đến đây thử việc nữa. Chị. Mẹ, mình đi thôi.